Ông này ổng làm gì mà ổng nhìn vô đây nè, các bạn thấy không? Trời ơi, ổng đang nói chuyện với ma hay sao á? Có kìa. Thôi, người bình thường các bạn hãy bình luận là dân làng bị ngáo đó anh Vinh ơi. Đưa cái mặt đây. Dám thách thức với anh hả? Mình là bên đây và chào mừng các bạn đến với chuyện đại với kênh của mình. Yo. Và thôi, hôm nay là cái chuyện gì nữa đây? Ôi ôi. Kim cương. Khói vàng. Ơi, đâu ra đây gì trời? Ủa? Mọi người ơi. Anh em, mấy cái cục này từ đâu mà ra vậy? Kìa. Ôi trời ơi, kiểu này là ông trời tặng mình mấy cái khối này. Nhưng mà thế giới này lại là bị nguyền rủa nó rồi các bạn ơi. Và trước khi mà vào video thì các bạn nhớ like video này. Và hiện tại là những người xem trên kênh của mình có 75% những người chưa đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký các bạn hãy kéo xuống ấn đăng ký. Thì khi mà mình ra video mới các bạn sẽ là những người xem video đầu tiên nha. Rồi thì có chuyện gì thế này? Ok. Mình không hiểu. Ok, ông này ông đang làm gì vậy? Ủa các bạn ơi, ông này ổng làm gì mà ổng nhìn vô đây nè, các bạn thấy không? Trời ơi, ổng đang nói chuyện với ma hay sao á? Có kìa. Thôi, người bình thường là không thể nào mà đứng đây nói chuyện với cái bức tường đâu. Ủa, ông dân làng này, ổng nói chuyện với cái cục đá các bạn à. Ủa, ông này hình như là bị ma nhập rồi. Ôi, ghê thiệt luôn á. Rồi rồi. Thì ngày hôm nay là mình sẽ sinh tồn trong một cái nơi mà có mưa vậy ta, mưa vật phẩm nha các bạn. Ôi dồi ôi, ngon thế nhờ. Kiểu này là mình giàu to luôn rồi đó. Đây là một thế giới. Ủa, cái này gọi là giống như là chế độ em bé vậy đó các bạn. Nó cũng khá là giống luôn á. Để mình coi cái thế giới này mình sẽ chinh phục như thế nào nha. Rồi, để mình coi. Ui dồi ôi, vừa mới vô là toàn là gặp vàng, gặp khói sắt gì nè, quá là ngon lành luôn á. Rồi, mình sẽ thử à. Giờ mình sẽ đập à, đập mấy cái khối này chứ làm sao bây giờ, đúng không? Nhưng mà ban đầu mình mới có cái cuốc chim mà, cuốc chim gỗ à, bởi vì thế là mình cần phải đi đập đá trước nha. Ồ, nhưng mà ở đây có đá khá là nhiều luôn á, khá là ngon. Ui, khói vàng nè. Rồi, chế tạo luôn cho nóng á nhờ. Mình cần ba cục thôi. Đây rồi, đây. Rồi sau đó mình sẽ đập cái cục này. Được không ta? Được luôn này các bạn. Ôi, mới vô là mình đã có nguyên cái bộ giáp sắt luôn rồi đó. Mình chắc chắn với các bạn là như vậy luôn á. Rồi nè. Đấy, cần mấy cục thôi là mình có thể làm được nguyên cái bộ giáp sắt. Rồi sau đó mình làm nguyên cái bộ giáp kim cương. Có cả cái khối netherite gì nè. Ủa, cái khối hiếm nhất ở trong Minecraft á, mà mạnh nhất luôn á. Rồi, đây rồi, chế tạo một cây cốp. Nhưng mà cây cốp cốp sắt này có đạp được cái cục này không? Hình như là không đạp được các bạn ha. Ủa, cái cục này cứng quá, không đạp được rồi. Vãi. Nhưng mà không sao, mình sẽ đạp kim cương trước. Rồi sau đó. Mà sao nãy giờ mấy cái cục này nó cứ rơi xuống hoài vậy ta? Rồi, nếu mà nó rơi xuống trúng cái đầu của mình, không biết là mình còn sống nổi hay không á. Mình hy vọng là mình vẫn còn sống. Kim cương. Rồi, đổi qua kim cương. Wow, 45 cục kim cương. Quá là ngon. Các bạn có thấy quá là ngon luôn rồi. Ui, mới vô mà mình đã trở thành một người giàu có luôn rồi. Áo giáp, quần nè, giày nè, nón nè. Rồi. Ủa mà khoan, mình có cái khối netherite đây, mình cần làm gì cái bộ giáp kim cương làm cái gì ta? Được 9 cột nè, nhưng mà mình cảm giác vẫn chưa đủ. Ủa, mà mình quên, mình chưa chế tạo cái này thì làm sao mà chế tạo được cái bộ giáp netherite phải không các bạn?
đâu rồi, cái cục này nè, đúng rồi, cái bàn ràng này nè. Trời ơi, nãy giờ mình quên. Đây, mình bị quên các bạn ơi. Không sao, không sao. Rồi, cái áo nè, cái quần nè, cái gì nữa ta? Cái ủng nè. Như vậy là đủ chưa? Chưa các bạn ơi, chưa, từ từ. Cái này nữa. Wow, mới vô là mình đã sở hữu được cái bộ giáp xịn sò như vậy rồi. Nói quái, bây giờ mình mới nhận ra là cái nhà này của bác dân làng sao mà bay lơ lửng ở trên không luôn nè anh em. Thật sự là mình phải nói rất là vô lý luôn á. Wow, không hiểu sao ai xây cái căn nhà này luôn á. Ok, giờ để mình đi qua phía bên đây coi còn gì nữa không. Ủa, cái nhà này hôm What? Ủa? Sao cái nhà này bị cháy rồi? À, mình hiểu rồi. Thì ra là cái này là địa ngục tàn tích này các bạn. Địa ngục bỏ hoang nhưng mà nó xuất hiện ngay đúng ngay cái ngôi nhà của mấy bác dân làng luôn. Bởi vì thế là có dung nham nè, nên là cháy nhà của ổng luôn rồi. Trời ơi, ghê thiệt luôn á. Ê, táo vàng phù phép nè, nhưng mà bây giờ là mình vẫn chưa muốn ăn bây giờ đâu. Mình cần ăn bánh mì đi. Ôi may quá, mình cần một cái giường nữa. Để bữa tối mình có về để mình ngủ nữa. Ha, có cả cái hắc diện thạch để một lát mình sẽ qua thế giới địa ngục. Mặc dù là mình dùng cây cúp này, nhưng mà đập cái cục hắc diện thạch cũng rất là lâu luôn á các bạn. Nhưng mà không sao, mình vẫn có thể chịu được. Ôi, nhưng mà mình rất là cần khối vàng nha. Một lát mình sẽ qua thế giới địa ngục á, mình sẽ trao đổi với cái con Biglin đó các bạn. Đó cũng là một cách để hợp lý. Mình sẽ cần rất là nhiều vàng để mình trao đổi với cái con Biglin ở trong địa ngục. Sau một khoảng thời gian mà mình trải nghiệm trong cái thế giới nguyền rủa này, đây thành quả này nè các bạn, toàn là mưa nè. Thôi khủng khiếp ghê chưa, nhìn nó rất là lu bu luôn nè, nó rơi xuống hoài như vậy luôn á. Lát thế giới của mình nó ngập luôn, quá trời nhiều luôn rồi. Kiểu này là giàu to luôn rồi, nhưng mà nó hơi bị nhiều quá các bạn. Ok, bây giờ là mình đã đủ nguyên liệu qua thế giới địa ngục rồi nè các bạn ơi. Đây phải không? Chưa. Để như vậy nè, đây, đợi mình làm cái. Đây. Lên nè. Phải gì không? Đây, quẹo qua này, ôm qua. Đó, đây nè, qua đây. Quẹo qua đây. Vậy là xong xuôi, đi qua thôi. Rồi, mình đang có rất nhiều vàng, mình sẽ tha hồ trao đổi với cái con mà ở trong địa ngục đâu rồi. Biết Liên ơi, sao chỗ này nó... Trời ơi, này là rừng máu hay sao đó các bạn. Ghê quá vậy. Ôi, mình sợ bị lạc quá à. Nhưng mà mình nghĩ là... Chưa, để mình đánh dấu đường đi cái. Nè, đây, đánh dấu đường đi. Ê, Shinobakina, anh ơi. Chưa, từ. Ôi, cái con này đánh đau quá vậy. Ủa, tôi bắt đầu bắt chuyện cho bắt cơ. Ôi, đôi. Vãi thiệt, trời, con này bắn cung nữa hả? Mới vô mà mấy cái con này nó xử lý mình luôn á. Cái pha vừa nãy nếu mà không có táo vàng á là mình chết rồi. Mình quên cái vụ mà mặc giáp vàng á thì nó sẽ tha cho mình, quên chứ. Giờ đây rồi. Hình như là mình mặc cái nón là nó tha cho mình phải không ta? Ok, hình như là nó không đuổi theo mình nữa các bạn ơi. May quá. Ôi. Ok, đi xuống. Đi xuống lẻ nào cho tôi đi. Rồi, mình sẽ trao đổi nha. Trao đổi nguyên chùm này luôn. Mười lăm phút sau. Yo, và sau một hồi thời gian thì cuối cùng mình cũng đã tới nơi rồi. Mình tua nhanh cái đoạn kia để cho các bạn đỡ mất thời gian nha. Giờ mình sẽ vô đánh rồng luôn nè.
vô đi vô lẹ liền luôn nào, vô. Và để mình coi, đi lên thôi nào. Hello em rồng nha. Ui, hello em rồng. Thì mình thì lúc nãy mình vừa chế tạo ra một cây cung nè anh em. Coi mấy cái này là coi thể hiện kỹ năng bắn của mình nè. Một phát liền. Đó nè, đó nè, đó nè. Đâu rồi, để mình coi. Này thì nè, để coi. Ui, cái chỗ này hơi cao, không biết là bắn có trúng nổi không nữa. Ui, hơi ôi nó bắn xin, nó bắn cắn. Bắn con, blue quá. Rồi, để mình bắn này. Trời ơi, như vậy là mình cũng bắn trúng rồi đó các bạn. Mình cần bắn mấy cái này nè, để cho nó không hồi máu. Wow, trúng luôn. Công nhận mình đúng là thiên xạ mà. Ồ, trúng luôn. À, ôi, nó bắn. Ôi trời ơi. Mém tôi chết rồi, mém tôi chết rồi. Ôi trời ơi. Xử nó liền. Này thì láo nè, đau chưa. Ôi. Ok. Này thì chưa chết. Ai? Còn tí xíu nữa là các bạn ơi. Này thì mình sẽ bắn cung luôn, bắn cung nè. Trời ơi, hình như là bắn cung. Chờ mình đây. Láo nè. Rồi, xong xem. Bắn cung nè, pha cuối bắn cung. Ủa? Bắn cung không chết nè. Trời, mình bắn cung một cái mà nó không có chết. Nhưng mà cuối cùng chiến thắng. Quá là tuyệt, kết thúc rồi các bạn ơi. Hôm nay là mình làm mưa vật phẩm nha. Khi mà xung quanh mình toàn là mưa, những cái đồ mà rất là quý giá luôn các bạn. Nó rất là hay luôn. Rồi, các bạn nào đang xem video này tới đây rồi, các bạn nhớ like giúp cho video này đạt 10.000 like nha. Và subscribe, đăng ký kênh nha các bạn. Và thì các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau nha. Và mình là Vinh đây, bye bye.